Rồi đây là cái bình ATM mình ấp được khoảng 24 tiếng rồi anh em nha. Và ATM sử dụng ngày hôm nay là ATM Trung Quốc. Bên shop mình hiện tại có thêm cái loại ATM đến từ Trung Quốc, Thái Lan và hàng của Mỹ. Thì cái hàng Trung Quốc này là cái hàng mà anh em của chúng ta sử dụng, nói chung là nó tương đối là phổ biến nhất. Cái loại mà anh em xài thường nhất là cái loại này. Đối với các anh em mà cần cái con nó nhỏ hơn thì người ta sẽ xài hàng của Mỹ. Hàng của Thái thì chất lượng nở và cái con nó được đánh giá là tốt hơn hàng Trung Quốc một xíu. Nhưng mà hàng Trung Quốc này được nhiều anh em xài bởi vì thứ nhất là giá nó rẻ, thứ hai là hiệu suất nó cũng rất là cao, nở rất là tốt. Thì hôm nay mình sẽ thu hoạch cho anh em xem và hướng dẫn cho anh em sử dụng cái bộ lọc trứng ATM. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách thu hoạch và cái cách mà chúng ta sẽ lọc ATM cái trứng ấp này ra. Đó, mình sẽ để một khoảng thời gian tắt oxy đi, khi mà nó nở rồi đó, để cho trứng nó sẽ nổi lên trên và những cái ATM nó sẽ dần dần lắng xuống phía dưới này, thì chúng ta sẽ dễ dàng thu hoạch hơn. Những cái phần trứng này thì tí hồi mình sẽ dùng bộ lọc mình lọc ra. Tại sao chúng ta phải cần lọc? Bởi vì khi mà con cá chúng ta ăn vào những cái thứ mà nó không tiêu hóa được thì sẽ gây cho con cá có một xíu khó chịu trong quá trình tiêu hóa. Thì chúng ta lọc ra cái vỏ này để tránh con cá ăn phải. Nhiều anh em đánh giá rằng là khi mà con cá chúng ta ăn trúng cái phải cái vỏ ATM mà không nở thì không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng bản thân mình cũng như là anh em suy nghĩ đặt vào tình trạng mình là con người đi. Đó, mình ăn một cái thứ mà mình không thể tiêu hóa được và sau đó mình lại đi thải ra. Lại chính là những thứ đó thì nó tất nhiên là sẽ có một cái gì đó khó chịu và không tốt cho con cá mình. Đó, anh em thấy không, cái phần ATM giờ bắt đầu lắng xuống đây. Rồi giờ mình sẽ thải ra. Cái phần này mình ấp khoảng một muỗng sữa chua đó, ra đây anh em thấy đó, lượng nở rất là tốt. Thì hàng này mình đang bán trên Shopee, nếu anh em có nhu cầu mua sử dụng thì có thể sử dụng mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách thu hoạch và lọc ATM đẹp nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất. Chúng ta mục đích lọc ATM ra là để chúng ta sẽ lấy những con ATM thôi và loại bỏ những cái trứng thừa này đi. Sẽ giúp cho cái thức ăn ATM chúng ta nó được nhất là sạch về mỹ quan và hay là sạch không lẫn các tạp chất nhiều. Đó. Thì đây những con ATM nở nó bơ linh ta lên tinh đây nè, thấy không? Đó. Nên mình phải dùng đèn flash, nếu không dùng đèn flash thì cái chỗ mình hiện tại nó không có nhiều sáng, không thấy gì luôn. Nên anh em không cảm thấy hơi bị chói. Đó, đây là đặt ATM luôn, chúng ta thấy nó dày cộm như luôn. Rồi, còn đây là cái bộ lọc ATM của chúng ta. Thì thiết kế rất là đơn giản thôi. Thì cái phần ở trên nó sẽ là một lớp lưới để chúng ta ngăn cái vỏ lại. Vì cái con ATM nó nhỏ hơn, nó sẽ chui vào cái lớp lưới này. Và phần ATM của chúng ta sẽ là được ở thu hoạch ở phía dưới này là 100% ATM tốt. Cái này mình đã sử dụng rồi, nó hơi bị ố nha. Tí rồi nó lặn phát. Thì phần vỏ sẽ giữ ở trên và phần ATM sẽ xuống dưới, và chúng ta sẽ lợi dụng cái lực nước, dùng cái vòi nước ấy, đẩy mạnh thì ATM sẽ chìm xuống dưới. Ngay sau đây thôi, tí rồi sẽ úp cho anh em xem cái cách chúng ta lọc để có ATM sạch cho cá ăn.
Rồi vậy là mình đã lọc xong ly atamin rồi anh em. Những con atamin vẫn còn tươi, nó đang bơi linh tinh trong đây nữa phải không? Rất nhiều nha, một ống vậy thôi rất nhiều con trong đây luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cho những con cá chúng ta chén mà sẵn nó, chúng ta sẽ cho anh em xem những loài cá bên mình luôn. Trời ơi, đấy lét xíu rồi. Ôi, chán quá. Rồi, để đến tay full rest wallow anh em nha. Rồi sẵn báo giá luôn, hàng này mình sẽ khuyến mãi cho anh em cuối tuần vui vẻ nhanh gọn lẹ là combo 2 cặp 350k nha. Những cặp cuối ở đây anh em bắt lại một cặp là 200, hai cặp 350. Còn cỡ 2 3 4, 4 cặp thôi anh em ơi, 4 cặp cuối cùng nha, 4 cặp cuối cùng. 2 cặp là 350 nha, anh em bắt một cặp 200. Giá gốc một cặp này là tầm khoảng 3-400 cặp. Rồi tiếp theo đây là full red nha anh em. Full red này khuyến mãi nhanh luôn, 80k một cặp combo, 2 cặp là có ít ngay quốc đại luôn, 2 cặp là 100 anh em ơi. 2 cặp 100 nha. Còn có khoảng 8 cặp cuối nè anh em. 2 cặp 100k. Hay là anh em qua shop bắt giùm mình nha, không ship tỉnh hàng này. Thông cảm giùm mình, cái hàng này mình sale nhanh. 100k 2 cặp full red. Rồi tiếp theo đây chúng ta có là full gold rip bomb, mái tai bơ bướm, chống là chống hàng gen. Đó, quẩy vàng rất đã em nha. Hàng này mình sale nhanh luôn, 200k cặp này mình sale luôn là 2 cặp 200 anh em nha, số lượng có hạn nha. 2 cặp 200 full gold rip bomb luôn. Combo chúng ta 200k 2 cặp. Rất êm nha anh em. Rồi full red tie bơ xanh, còn những cặp cuối sale nè anh em ơi. Full red tie bơ xanh nha. Hàng này 200k một cặp. Anh em nào chơi 2 cặp là chỉ còn 300 luôn, 300k 2 cặp full red tie bơ xanh. 300k 2 cặp hàng hiếm luôn nha. Rồi ăn tay vô nóc dữ anh em. Anh em nào muốn sử dụng cái Atemir này thì mình có để cái đường link phía dưới, anh em có thể mua nha. Hàng là hàng Atemir Long Xanh Trung Quốc. Trên sách đó phải có hàng đâu. Rồi đây là full ở lộn rồng đỏ đuôi tia nè anh em, bày mới lên nha. Đồ ăn Atemir sung ra chưa. Vây đợt này cũng được cải thiện nhiều nha anh em. Đuôi rồi rất firm, rất là đẹp nha. Hàng này vẫn đang khuyến mãi rất là lớn cho anh em luôn, 150k combo 3 cặp luôn, đẹp ngất ngay. Combo lớn là 300k nha anh em, double lên 300k anh em được tặng thêm một cặp là 300k 7 cặp luôn. Hoa văn họa tuyết đuôi rất là đã. Rồi tiếp theo trước mặt anh em là dòng Tiger Hatmon. Đó, thay hấp môn anh em nha. Hàng này chơi combo 150 với anh em luôn, 150 3 cặp không rebound. 150k 3 cặp không rebound. Hàng có rebound anh em mua một cặp là 200, 2 cặp là 300. Đây có rebound nha. 2 cặp 300k. Hồ hàng không đi bông là khuyến mãi lớn anh em nha, 150k 3 cặp luôn, Tiger Hatmon. Bộ này cũng là một trong những bộ rất dễ nuôi, thích hợp những người mới nuôi. Đó, sung khỏe dễ nuôi. Tuần đề anh em ơi, tiếp theo là HP Rod nha. HP Rod hàng này không phải hàng tuyển lắm nhưng mà chơi cũng rất là ok anh em nha. Đó, mới về tức thì luôn, nhiều con quay cũng rất ok nè anh em ơi.
Rồi hàng này 100k cặp, sale nhanh banh xác luôn, 200k 3 cặp anh em nha. Số lượng có hạn, 200k 3 cặp HP Rod. Thường thường nhưng mà chơi được nha. 200k 3 cặp. Rồi tiếp theo đây chúng mình chơi dòng Leopard nha. Quá đã luôn anh em ơi. Leopard đang đợt này bầy này mình khuyến mãi lớn luôn nha. Dạ. 250k cặp, anh em nào xem video này xem trực tiếp luôn, 250k combo 2 cặp. Trời ơi, có tép luôn này. Nuôi mình nuôi chung hồi này với tép luôn, bình thường nha. 250k 2 cặp rất đẹp luôn em ơi, 250 2 cặp số lượng có hạn nha. Khuyến mãi này hết bài là ngưng khuyến mãi. Rồi trước mặt chúng ta là con hàng đẹp ngất ngay, bộ hàng tuyển White Moses anh em ơi. Quá là đẹp luôn, hoa văn họa tiết đuôi cực kỳ to bổn màu, cực kỳ đều và đẹp luôn. Bộ này hàng tuyển sale luôn, sale 50% luôn. Cho anh em nào đã coi tới thời giờ phút này là xứng đáng sale rồi. 300k một cặp ngày hôm nay, trong vòng 2-3 ngày kế tiếp đến thứ hai, hết ngày thứ hai. 150k một cặp ngoài màu sắc, sale thẳng trực tiếp 50% luôn, không cần combo, không biết gì cả. 150k một cặp ngoài màu sắc, hàng tuyển đẹp như video này, chỉ duy nhất một bài này thôi. Đây là quay chúng mình đây, nó hơi tối đó, ra ánh sáng rồi nè anh em, rất đẹp luôn nha anh em, rất mềm luôn. 200k một cặp, 350k hai cặp, có ribbon luôn anh em à, rồng xanh Indo. Anh em muốn bắt chống thường chống ribbon gì tùy thích nha, máy là máy ribbon chắc chắn 100%, còn chống là tùy anh em thôi. Trời ơi, lớp vảy và hoa văn rất sáng con cá luôn, rất đẹp. Lại quay ra đẹp rồi, lại để thùng gạch đen quá, tối quá. Nhìn quá phê luôn em ơi. Trời ơi, nhìn đuôi nó kìa, trời ơi, đã. Quá đẹp, quá mềm luôn, giá này quá mềm rồi anh em. Trời ơi, quá đã luôn. Ôi chết, tiếp theo đây thì các fan nào yêu thích màu đen thì không thể bỏ lỡ dòng này. Đặt này đùi hắc mùn. Họ tướng táo body nhìn đất lực luôn anh em nha. Rất đẹp anh em à. Rất tươi luôn. Rồi hàng này cứ combo cũ 200k 3 cặp. Nay anh em nào mua hàng ngày 3 ngày cuối tuần này, chốt luôn với anh em tặng đây một cặp luôn, 200k cho combo 4 cặp. 200k 4 cặp đất này đẹp như mơ như video luôn. 200k 4 cặp anh em nha. Xin nhắc lại không nghe nhầm đâu, 200k cho 4 cặp đất này. Rồi tiếp theo trước mặt anh em đây là dòng Dumbo Moses. Trời ơi, bổn này thì đánh giá của mình nó là lớp vảy rất là dày so với bổn lần trước. Đó, cái phần vảy trên lưng đó anh em thấy không? Và đuôi là đuôi hấp muôn nha, hoa văn nó rất là màu sắc, rất là hoa văn cái đuôi đó nè, phải không, rất là dày luôn, rất là nhiều hoa văn đậm và sâu chằng chịt với nhau. Hàng này mình đang sale cho anh em luôn, combo 3 cặp là 200k và có đăng trên Shopee luôn. Phần vây đuôi và phần vây của nó cũng rất là tốt anh em nha, tay bơi đậm màu. 200k cho 3 cặp màu sắc. Một trong những dòng rất khỏe dễ nuôi luôn. Đợt này lên khá nhiều mà, nhưng mà mình nãy mình quên mất, mình thả bớt vào hồ rồi mới bớt ra để quay lại. Rất là khỏe nha. Rồi tiếp theo mình có là coi Zen Airibon. Trời ơi, còn trong bịch mà tư rối luôn anh em ơi. Đây, sell dòng này luôn. Đây anh em ơi, màu rất gắt luôn nha, đầu rất đậm luôn, hàng tốt làm giống đẹp nè. Được không anh em thấy không, để cái phần mắt của nó anh em, nó đỏ qua phần mắt và kéo dài ngoài sau luôn, là những con Zen Air tốt nha. Đó, ngay phần mang á,
thấy chưa, nó đỏ tới đây luôn. À, phần miệng phía dưới đỏ nè. À, rất đẹp anh em nha. Hàng này mình sẽ sale mạnh luôn. Combo của chúng ta là bao nhiêu à? Combo như ta 200k một cặp, nay sale mạnh cho anh em luôn, 300k cho combo 2 cặp coi Generi bông luôn, 300k kéo dài đến hết thứ hai thôi nha anh em. Chương trình này chương trình khuyến mãi lớn nên chỉ kéo dài thứ hai thôi nha. Thứ hai hết, thứ hai là hết khuyến mãi nha. Tại vì kéo dài thứ hai vì lý do là một số anh em ở tỉnh không có thể ra ngân hàng chuyển khoản được đó, cho nên mình kéo dài thứ hai luôn cho những anh em mới có thể cơ hội mua hàng luôn. Coi Zene này 300k 2 cặp luôn, dứt mạnh. Rồi tiếp theo chúng ta có đây là hàng tuyển thủ quốc gia Bluetooth Bass Big Tie, bổng đuôi cực khủng anh em thấy không ạ. Big Tie Bluetooth Bass là một trong những vòng mà rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây thường xuyên xuất hiện và đạt giải cao các thứ hạng trong các cuộc thi đó, và đây là giá trị nó được nâng tầm rất lớn. Người ta đã thay đổi xu hướng về bộ đuôi nhiều hơn, với một cái bộ đuôi khủng thì số điểm mang lại chúng ta cao hơn, thì lúc đó tới Big Tie là nó đạt chuẩn như vậy. Thì hàng này mình đang sale nha anh em, sale mạnh luôn. Thì là combo của chúng ta là một cặp 500k, nay mình quất combo luôn 2 cặp 600, và đợt này mình lên chỉ cần khoảng 7-8 cặp thôi nên sale đại cho nó nhanh đó mà nha, chống chỗ 2 cặp 600 anh em nha, số lượng có hạn. Đại anh em ơi, lô rồng xanh đợt này rất đẹp luôn. Đợt trước rồng xanh lên anh em chén rất là nhanh. Đợt này anh em nào đợt trước mua không được, đợt này cố gắng tranh thủ, và mình có đăng hàng này trên Shopee luôn. Giá vẫn như cũ, chơi đẹp với anh em combo 200k 3 cặp quá mềm quá mỏng để chơi cho dòng rồng xanh cực đẹp này. Hoa văn họa tiết kéo từ đầu đến đuôi. Bụng rất đẹp anh em nha. Tướng táo bao điện con cá anh em nhìn không? Phần tay bơi đó để tạo lên cái điểm nhấn nữa. Dùng mà chơi nó hết sức ngon luôn, rất dễ nuôi và khỏe nữa. Mới vời lâu mới nhìn rất ưng, rất đẹp luôn anh em nha. Anh em nào có thể ghé shop thì có thể lựa được những con cá nghĩ theo ý thích mình nhất. Còn theo mình nhận xét là bầy này rất là đều, các cá thể hầu như là rất là giống nhau, không có gì khác biệt nhiều cả anh em nha. Cho nên đặt mua ship tỉnh cho mày khỏi lo, con nào như con nấy cả, và có đăng trên Shopee nhé. Rồi ngày hôm nay bên shop lên một bầy coi Red Air rất là đẹp luôn anh em nha. Mái đầu dày lúc sâu luôn, và tay bơi lên full dày đậm đẹp, còn rất là to nha. Bầy này mới chớm luôn anh em ơi, và đang âm bầu hết trơn rồi. Sale nhanh luôn. Hàng này mình sale còn 500k một cặp luôn anh em ơi. 500k một cặp coi Red Air hàng đẹp. Và có 2 cặp tuyển ngay sau đây mình sẽ quay. Coi Red Air máy full tay nha. Chống thì chúng ta sẽ có chống nhú tay hoặc là chống full một tay. 500k một cặp. Giờ mình quay cặp tuyển nha. Rồi ngày hôm nay thì có 2 cặp tuyển máy rất là ú luôn, và tất nhiên là đầu phải lúc sâu rồi, màu không rất đậm tươi anh em nha, và hai chống là hai chống full màu đó, rất đẹp luôn. Hàng này mình sale nhanh luôn em ơi, sale nhanh hai cặp cực đẹp này ú nu luôn. 700k cho một cặp duy nhất, 2 cặp nha anh em. Thấy ưng thấy đẹp thì chốt lẹ, chỉ có 2 cặp thôi, 700k. Còn đây là chúng ta đến với hàng trống của loại 500 nha anh em. À, có con đã lên full một tay rồi, và cái tay còn lại đang nhú ra, và những con còn lại đang nhú tay rất là nhiều. Thì hàng này 500 một cặp, và con mái ăn đứt rồi anh em ơi, mái quá đẹp luôn, sắp đẻ luôn, 500k một cặp. Rồi anh em nào xem đến đây là sẽ có chương trình hấp dẫn hơn. Anh em nào vui vẻ bắt 2 cặp thì chúng ta sẽ có combo là 950k cho 2 cặp nha.
trời luôn, trời ơi, hắt về rót quá trời luôn rồi. Tắt về rót. Quay lưng quá trời luôn. Trời ơi. Tờ lắm mấy bạn ơi, nhìn quay nó kìa. Hết rồi, hết đẹp hơn được nữa rồi. Cái còn rất là to nữa nha, nhìn ngón tay mình so sánh thôi nha. Như nãy thường là những anh em mà đầu tiên mua hàng thì cứ báo là sai cái này nọ, chứ thực ra là nó đâu có lớn đâu, anh em nào mình lớn nó lớn. Tôi yếu là mình quay để cho biết vẻ đẹp thôi, chứ bảy màu mà anh em đồ lớn bằng beta thì đâu có anh em. Thấy không, quay quá trời luôn rồi. Trời ơi, bộ này cực tỉ mới cực đẹp luôn nha anh em. Rồi, đứng lại xíu nào, ngay mình sale lớn cho anh em luôn. Hàng này 400k một cặp, nay mình sẽ sale trực tiếp 300k một cặp nha anh em. 300k một cặp cho anh em luôn. Anh em bắt combo giảm mạnh cho anh em luôn nè. Bắt combo 2 cặp là 500k với hàng tuyển này. 2 cặp 500k. Này chơi combo lớn không ta? Ok, bắt combo lớn luôn nè. Combo lớn là 1 triệu. Một tờ triệu thì chúng ta sẽ được 5 cặp luôn. Trời ơi, hàng tỷ nha, lâu lâu bài đẹp lắm anh em nha. Mà sao mấy con này nó bơi vô trong không vậy ta? Ra ngoài đi các bạn. Còn rất là tơ và anh em xem nó cuốn vây nó rất là cứng cong và có độ độ cong rất là đẹp. Đây. Mở về tức thì luôn anh em ơi. Rồi đây là bầy tím mô sắc hàng mới anh em ơi. À, rất đã nha, bẫy lên tận đầu luôn. Tươi và đẹp. Rồi hàng này em đang sale nha, combo là 200k một cặp, combo 2 cặp 300k. Anh em mua combo lớn là combo 600k. Tặng đây một cặp ngất ngưỡng luôn. 600k là chúng ta được 4 tầng 1 là 5 cặp. 600k 5 cặp. Đẹp lắm anh em ơi, đuôi hấp môn đồ, nha hoa văn đồ, vẫy đồ.